Kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Việt Quốc Channel xin gửi đến quý vị và các bạn bản tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật được trong ngày hôm nay. Các cụ ta có câu cọp chết để ra, người ta chết để tiếng, nhưng hãy tin Phùng Quang Thanh chết, dân ta lại khui bị ăn mừng. Vì hai cha con Đại tướng Phùng Quang Thanh, Đại tá Phùng Quang Hải đã dùng Tổng Công ty 319 để lũng đoạn kinh tế quân đội, vơ vét tài sản của nhân dân như thế nào. Nhân dân cả nước đều biết Bộ Quốc phòng được xem như là một quốc gia trong một quốc gia. Tất cả các thông tin liên quan đang nằm trong vùng cấm, cách ly hoàn toàn khỏi sự quản lý của nhà nước. Về kinh tế quốc phòng cũng vậy. Không một ai biết có bao nhiêu doanh nghiệp quốc phòng tổ chức thực hiện kinh tế ra sao, có ích gì cho đất nước hay không. Trong phóng sự này, chúng tôi sẽ mở một phần rất nhỏ trong muôn ngàn bí ẩn còn giấu kín sau cánh cổng mang tên Đại tướng Phùng Quang Thanh, nơi ông ta đã lũng đoạn quân đội, biến Tổng Công ty 319 thành đơn danh chính ngôn thuận, chuyển hóa tài sản của quân đội, của nhân dân thành tài sản riêng của dòng họ Phùng. Một vài nét về Tổng Công ty 319 và sự thăng tiến của Phùng Quang Hải. Đại tá Phùng Quang Hải sinh ngày 4 tháng 12 năm 1974, được mệnh danh là thủ lĩnh trẻ trong quân đội. Kỷ yếu 100 gương, điển hình tiên tiến toàn quân năm 2013, sư đoàn 3, một chiến thuật quân khu 3 được thành lập vào ngày 7 tháng 3 năm 1979 với nhiệm vụ huấn luyện bộ đội dự bị và tân binh. Ngày 3 tháng 4 năm 1989, Bộ Quốc phòng chuyển sư đoàn 319 thành Công ty Xây dựng 319. Năm 2006, ông Phùng Quang Thanh được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Vào năm 2007, được trao quân hàm Đại tướng. Dưới thời ông, Công ty Xây dựng 319 có nhiều chuyển biến, cùng với sự thăng tiến chóng mặt của cậu con trai Phùng Quang Hải. Đầu năm 2009, Phùng Quang Hải được bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty 319. Ngày 4 tháng 3 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã ký quyết định số 606 QĐ-BQP Công ty Xây dựng 319 thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên 319. Phùng Quang Hải được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc. Ngày 15 tháng 12 năm 2010, Phùng Quang Hải, quân khu 3, phong hàm sĩ quan với chứng minh sĩ quan số 06031201. Ngày 23 tháng 8 năm 2011, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh ký quyết định số 3037 QĐ-BQP thành lập Tổng Công ty 319 và bổ nhiệm Phùng Quang Hải làm Chủ tịch Hội đồng thành viên. Ngày 10 tháng 12 năm 2011, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh ký quyết định số 4799 QĐ-BQP điều chuyển Công ty 319 về trực thuộc trực tiếp Bộ Quốc phòng. Nửa tháng sau ngày 26 tháng 12 năm 2011, Phùng Quang Thanh tiếp tục ban hành quyết định số 561 QĐ-QUT Trung ương điều chuyển Đảng bộ Tổng Công ty 319 về trực thuộc Quân ủy Trung ương. Lúc này, Tổng Công ty 319 với 100% vốn nhà nước do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quản lý đã nghiễm nhiên trở thành sân sau của gia đình ông Đại tướng Phùng Quang Thanh. Mục đích là đưa Tổng Công ty 319 trực thuộc Bộ Quốc phòng, còn nhằm mục đích khác là để Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Đại tá Phùng Quang Hải đủ tiêu chuẩn lên tướng vào năm sau. Hiện nay, Tổng Công ty 319 có tầm con số trên 2.500 người và duy trì thường xuyên 5.000 đến 7.000 lao động hợp đồng. Hội đồng tư vấn Tổng Công ty gồm 5 người, do Đại tá Phùng Quang Hải làm chủ tịch, gồm 19 phòng ban chức năng trực thuộc Tổng Công ty, một lữ đoàn dự bị động viên lữ đoàn 379, các văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng bằng sông Cửu Long và 25 công ty con, 7 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, 29 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 3191, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 3192, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 3193, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 3195. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xử lý bom mìn vật nổ 319, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 319 miền Trung, 7 công ty cổ phần Tổng Công ty 319 nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. Công ty cổ phần đầu tư và thương mại 319, công ty cổ phần xây lắp 319, công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng 319, công ty cổ phần xây dựng thiết kế và trang trí 319, công ty cổ phần đầu tư khoáng sản than Đông Bắc, công ty cổ phần đầu tư phát triển Nha Trang, 11 chi nhánh xí nghiệp hạch toán phụ thuộc xí nghiệp, 9 xí nghiệp xây lắp, 11 xí nghiệp, 296 xí nghiệp xây dựng công trình 3196, xí nghiệp 3197, xí nghiệp 3198, xí nghiệp 3199, chi nhánh miền Nam, chi nhánh BOT 319 Sông Phan, chi nhánh Hưng Yên 2 công ty liên kết, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội, công ty 1 thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn 1, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên BOT, quốc lộ 1A và theo đề án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp quân đội giai đoạn 2014 đến 2016 của Ban Chỉ huy đổi mới và phát triển doanh nghiệp quân đội, sắp tới Tổng Công ty Thành An, binh đoàn 11 sẽ được sáp nhập vào Tổng Công ty 3191. Điều ước quốc phòng Phùng Quang Thanh đi thị sát công trình của Tổng Công ty. một số dự án lớn điển hình của công ty 319, Đại tá Phùng Quang Hải, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Tổng Công ty 319 đi tới đâu lấy dự án cũng đưa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh ra dọa. Không một nơi nào từ trung ương xuống đến địa phương dám từ chối các dự án mà công ty 319 đề nghị tham gia. Ngoài việc lũng đoạn các dự án quốc phòng, 319 còn lấn sân qua nhiều dự án dân sinh khác, điểm qua một số dự án cộng cán của công ty 319 trong 3 năm, năm 2012 đến 2014, một dự án bốt xây dựng kinh doanh chuyển giao và Bộ Xây dựng chuyển giao dự án đầu tư bốt mở rộng quốc lộ 1A, đoạn Nghi Sơn Thanh Hóa, cầu sắt Nghệ An 3.700 tỷ, dự án đầu tư bốt nâng cấp mặt đường quốc lộ 1A, đoạn Phan Thiết Đồng Nai 2.200 tỷ, dự án đầu tư bốt mở rộng nâng cấp quốc lộ 20 từ Bảo Lộc đi Đà Lạt 4.600 tỷ, dự án đầu tư bốt cải tạo nâng cấp quốc lộ 1A đoạn từ Hà Nội Bắc Giang cùng với tập đoàn Đại Dương Vinaconex 4.213 tỷ, dự án đầu tư bốt đường giao thông từ cảng hàng không Thọ Xuân, khu kinh tế Nghi Sơn Thanh Hóa 11.300 tỷ, dự án đầu tư xây dựng cầu đường Bình Điền nối quận 6, quận 8, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 2.382 tỷ. Dự án đầu tư bốt xây dựng trường trung học phòng không không quân, trung tâm huấn luyện F371 và dự án vốn khai thác khu đất tại Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội. Dự án đầu tư bốt xây dựng sân bay phục vụ mục tiêu huấn luyện của Trung đoàn Không quân 920, Quân chủng Phòng không không quân và dự án khu trung tâm đô thị thương mại dịch vụ tài chính du lịch Nha Trang tại khu đất sân bay Nha Trang, Khánh Hòa. Tại các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản, dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ở, chung cư cho cán bộ, công nhân viên trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, dự án trung tâm thương mại và các khách sạn 4 sao tại lô đất 62 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, dự án khu đô thị mới tại Lạch Tray Villa tại phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng, dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho cán bộ chiến sĩ công an tại Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội, dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại và nhà ở cán bộ, chiến sĩ một số cơ quan quốc phòng tại Đông Mai, Hà Đông, Hà Nội, dự án khai thác vị trí hiện hữu của Xí nghiệp Liên hợp Song Thu, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tại Đà Nẵng, dự án di chuyển trần địa pháo C-73, dự án di chuyển trần địa pháo C-73 E-2803613 và tiền khai dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho cán bộ quân đội trên khu đất trận địa pháo Phú tại Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội. Dự án nhà ở cán bộ quân chủng phòng không không quân tại số 40, ngõ 183 Hoàng Văn Thái, phường Thanh Xuân, Hà Nội. Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Minh Khai, mở rộng tại thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên. Dự án khu nhà ở cán bộ Viettel tại xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. Đại tá Phùng Quang Hải trong lễ ký kết hợp đồng bốt nâng cấp mặt đường quốc lộ 1A, đoạn Phan Thiết Đồng Nai 2.200 tỷ với Bộ Giao thông Vận tải. Các dự án nêu trên chủ yếu mà chuyển đất quốc phòng thành đất dự án, rồi giao cho Tổng Công ty 319 làm chủ đầu tư mà ai cũng biết. Đất quốc phòng thì bao la bát ngát và lại thuộc vùng cấm chỉ riêng Bộ Quốc phòng quản lý, nên chẳng ai dám thanh tra, xét hỏi. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và Đại tá Phùng Quang Hải, mục đích trong văn bản thì rất hợp lý, nhưng xây dựng nhà ở cho cán bộ chiến sĩ. Thực tế, cán bộ chiến sĩ đa số là không có tiền, nên hầu hết đều phải vào doanh trại mà ở. Chỉ những người có tiền mới được vào ở nhà Tổng Công ty 319 xây cho cán bộ chiến sĩ. Khoản lớn chênh lệch khổng lồ, bán căn hộ đó sẽ chui vào túi ai? Nhắm mắt cũng có thể đoán ra. Độc giả xem qua một số văn bản chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng để thực hiện dự án xây dựng cướp tài sản quân đội nhân dân của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh. Vậy dự án xây dựng khu nhà ở cán bộ của Quân chủng Phòng không không quân ngày 20 tháng 9 năm 2013, Văn phòng Bộ Quốc phòng đã phá văn bản về việc chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng để thực hiện dự án xây dựng khu nhà ở cán bộ đề xuất Tổng Công ty 319 làm chủ đầu tư. Thế là 3.000 m2 tại trung tâm Hà Nội nghiễm nhiên thuộc về Tổng Công ty 319. Không biết bao nhiêu cán bộ phòng không không quân được cấp nhà, bao nhiêu bán ra ngoài. Chỉ bằng một vài văn bản đơn giản thế này, Tổng Công ty 319 đã có mảnh đất 3.000 m2 để xây căn hộ. Cán bộ phòng không không quân nào có tiền thì vào ở, còn phần còn lại bán ra ngoài. Tiền chạy vào túi ai? Về dự án khu trung tâm đô thị thương mại dịch vụ tài chính du lịch Nha Trang tại khu đất sân bay Nha Trang, Khánh Hòa. Ngày 12 tháng 4 năm 2012, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh ký vào văn bản số 1035 Bộ Quốc phòng Thương mại gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy hoạch đất quốc phòng và đưa phần đất 1.861.936 m2 vào việc xây dựng khu trung tâm đô thị thương mại dịch vụ tài chính du lịch Nha Trang. Công văn của Bộ trưởng Phùng Quang Thanh gửi Ủy ban Nhân dân Khánh Hòa làm tiền đề chuyển giao đất cho Tổng Công ty 319. Ngày 30 tháng 6 năm 2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ra thông báo số 330-TB Ủy ban Nhân dân về việc thu hồi đất để thực hiện dự án trên và giao cho liên doanh Tổng Công ty 319 và Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Đông thực hiện. Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin ngày hôm nay của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin kế tiếp của Việt Quốc Channel.